Vâng, lý tưởng từ những cánh mai hồng vàng, bộ trang phục của chúng ta được xây dựng trên hình ảnh những bông mai, ban mai đang sớm nở. Vâng. Quý vị cho nhiều mẫu của chúng ta một tràng pháo tay nữa đúng không ạ? Vâng, và nhiều mẫu thì còn nhiều mẫu của chúng ta còn kiếm thêm một cái nghề nữa là ca sĩ. Vâng, còn những thứ tấm mây A4 mà trong khi chúng ta đã xài qua rồi thì chúng ta có thể chuyển sang những bộ trang phục rất đẹp để mặc vào những khi trời mưa. Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát trên kia trời, đôi núi rời người, đâu đây tiếng đàn cầm buông lá lơi, đâu đây tiếng lòng tôi nghe thì tơ. Vâng, không còn đồng đến chiếc máy may và những bộ trang phục của chúng ta được xây dựng rất là sôi động và sôi động trên sân khấu. Núi linh giờ xuân trắng. Vâng, cô gái đi từ hát ơi. Em biết yêu rồi, em như những chiều ngồi nghe gió rơi, em yêu tiếng đàn tôi yêu thế thôi. Như bao giờ xuân còn quân mình trên lá, như bao nụ hoa ngã. Không chỉ thấy tôi xinh đẹp mà chúng tôi còn có những chàng trai rất đẹp. Và giờ đây, trang thiết kế của chúng tôi đã làm nên một bộ trang phục áo dài rất tân mang theo màu hướng của